Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ trực tuyến với các địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19, tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháo gỡ khó khăn phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2021. Tại điểm cầu Đồng Nai, tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng. Tại hội nghị, qua báo cáo của các bộ ngành và các địa phương, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước 7 tháng năm 2021 ước đạt 913.000 tỷ đồng, bằng 68% dự toán, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 810,6 ngàn tỷ đồng, bằng 48% dự toán, trong đó chi thường xuyên đạt 572,2 ngàn tỷ đồng, bằng 55,2% dự toán. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân tăng hơn 1,6% so với cùng kỳ năm 2020, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Lạm phát cơ bản tăng gần 0,9% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước thực hiện 7 tháng đầu năm ước đạt 210,8 ngàn tỷ đồng, bằng 44,3% kế hoạch năm và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trước kết quả này, việc đảm bảo đạt các chỉ tiêu về kinh tế xã hội của năm 2021 theo kế hoạch đề ra là một bài toán khó. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, thực hiện nhiệm vụ mục tiêu kép để có thể phục hồi kinh tế, trước hết vẫn phải ưu tiên thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Mặc dù thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã rất nỗ lực và thay đổi nhiều giải pháp tích cực trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhưng đến thời điểm này việc điều trị cho bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng quá tải, tỷ lệ tử vong còn cao. Do đó, không chỉ các tỉnh thành phía Nam mà các địa phương trong cả nước phải tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các tổ COVID-19 cộng đồng phải tiếp tục đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng người để truy vết F0. Đối với việc cách ly F1, F0 tại nhà, Bộ Y tế đã có hướng dẫn và các địa phương phải chủ động để triển khai, nhưng phải đảm bảo đầy đủ điều kiện, địa phương phải quản nghiêm và không để xảy ra tình trạng lây lan trong gia đình. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, trong công tác phòng chống dịch bệnh phải thống nhất cách làm. Trong quá trình triển khai các giải pháp nếu phù hợp, chứng minh là đúng, đa số người dân đồng tình thì tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến rất nhanh nên phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, điều chỉnh bổ sung kịp thời, hoàn thiện dần các biện pháp chống dịch. Đồng thời các địa phương phải thực hiện chỉ thị 16 quyết liệt hơn. Ở đây có hai điểm chúng ta cần phải rút kinh nghiệm. Một là nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân. Và động viên tuyên truyền họ phải cộng tác, họ phải thực hiện nghiêm các quy định của Đảng nhà nước về phòng chống dịch. Cái thứ hai là các cấp ủy đảng chính quyền phải tập trung kiểm tra, giám sát, huy động các cái lực lượng cả hệ thống chính trị vào cuộc để mà chúng ta thực hiện cái quy định của Đảng và nhà nước, đặc biệt là các cái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ một cách nghiêm túc và có hiệu quả. Thủ tướng chỉ rõ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhiều địa phương vẫn còn tình trạng quản lý chưa tốt, thiếu kiểm tra giám sát, người dân doanh nghiệp lơ là mất cảnh giác, chưa ý thức hết được việc nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19 nên dẫn đến thực hiện phòng chống dịch bệnh chưa nghiêm, dẫn đến kéo dài. Do đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các địa phương phải đặt mục tiêu làm sạch F0 và nguồn lây trong những ngày phong tỏa giãn cách. Đồng thời phải tăng cường phối hợp với các đoàn thể chăm lo đầy đủ cho người dân hơn nữa và đảm bảo an ninh trật tự.